Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã thường xuyên theo dõi chương trình tư vấn phong thủy của công ty phong thủy Tâm Nguyên. Và hôm nay tôi là Thiên Long và bên cạnh tôi đây là anh Đức Trung. Thì hôm nay đó là chúng tôi sẽ quay trở lại để hướng dẫn cho các anh chị về cái việc khai sơn lập hướng cũng giống như tu phương của năm Canh Tý 2020. Và cụ thể có rất là nhiều các anh chị cũng có đặt các câu hỏi đến với phong thủy Tâm Nguyên hỗ trợ, ví dụ như năm sau 2020 tôi muốn làm nhà, tôi muốn tu tạo sửa chữa và tôi muốn làm một khắc tháng làm sao cho nó vượng. Và để biết được cái tâm tư và cái nguyện vọng của các anh chị thì hôm nay thì chúng tôi có làm cái video này để giải đáp cho anh chị về vấn đề khai sơn lập hướng. Và có rất nhiều các anh chị vẫn còn đang lăn tăn, đang lấn cấn ở cái việc đó là làm nhà tuổi của mình đẹp hay là nhà mình phần đất của mình tốt. Thì hôm nay thì để rõ hơn vấn đề này thì đầu tiên xin nhờ anh Đức Trung anh giải đáp và anh hướng dẫn cho các anh chị về cái việc làm nhà cụ thể như thế nào. Xin mời anh Đức Trung. Vâng, cảm ơn anh Long. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên. Giống như anh Long có chia sẻ đó là cái tâm tư nguyện vọng của các anh chị trong cái năm 2019 thì các anh chị đã mong muốn biết đến cái năm 2020 là tôi có làm được nhà hay không, đúng không? Và cũng có khá nhiều những cái câu hỏi thắc mắc của các anh chị khác nhau về cái việc 2020 thì tôi làm nhà theo cách như thế nào, hay tuổi tôi năm 2020 có làm nhà được không, hay tuổi tôi có làm nhà được hướng này được hay không. Thì cái câu hỏi này thì đã có những video trước đó chúng đã giải đáp với các anh chị. Thì trong cái video mà khai sơn lập hướng của năm 2020 này thì chúng sẽ chia sẻ thêm lần nữa để các anh chị hiểu rõ hơn về quan điểm làm nhà. Thực chất chúng ta hiểu một điều đó là chúng ta làm nhà là chúng ta động thổ lên trên đất chứ không phải chúng ta làm trên người, đúng không ạ? Do đó là chưa phải cái yếu tố tuổi tôi có làm được nhà hay không, hay tuổi tôi năm nay có làm được nhà hay không, yếu tố đấy không phải là quan trọng nhất. Yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cần phải xét đó, chúng ta cần phải xét xem yếu tố là vận khí của đất và cái năm mà anh chị muốn làm đấy, vận khí đấy nó có được tốt hay không để các anh chị tiến hành, các anh chị làm nhà. Cái việc mà đánh giá vận khí của đất nó có tốt hay không thì chúng ta dĩ nhiên phải căn cứ trên yếu tố tọa và hướng của nhà. Thì chúng ta mới đánh giá được cái việc là hướng nhà tôi vào cái năm này nó có vận khí tốt hay không để tôi triển khai tôi làm. Nếu như cái vận khí của hướng nhà mình năm nay nó xấu thì chắc chắn chúng ta không làm được dù tuổi đấy có đẹp đến mấy, đúng không ạ? Do đó là chúng ta phải bóc tách hai cái yếu tố đó là vận khí của đất và cái tuổi trạch chủ có làm được nhà hay không. Thì thực chất tuổi nào cũng làm được nhà, nhưng vận đất mà nó xấu thì không làm được. Còn lại chúng ta xét tiếp, nếu như vận đất nó tốt rồi thì cái tuổi của anh, nếu như anh phạm tuổi anh không động thổ được thì anh có thể mượn tuổi khác để động thổ, chứ không nhất thiết là trạch chủ phải động thổ. Trạch chủ động thổ thì điều rất tốt, nhưng nếu trạch chủ mà không động thổ được do phạm tuổi, có thể là kim lâu, tam tai, hoàng ốc hay thái bạch, thì các anh chị cũng có thể mượn tuổi người khác để động thổ giúp, nhưng các anh chị vẫn là chủ lễ. Vậy thì quay lại với câu chuyện đó là chúng ta cần phải xét yếu tố vận khí của đất có làm được hay không, thì căn cứ trên yếu tố là tọa hướng của nhà các anh chị nhé. Tức là anh chị phải đo được hướng nhà của các anh chị xem là bao nhiêu độ, thì sau đó báo lại cho Phong Thủy Tâm Nguyên dựa trên cái việc là chào Phong Thủy Tâm Nguyên chẳng hạn, nhà tôi là hướng này, tôi muốn xây nhà trong năm 2020, hướng này bao nhiêu độ, tương đấy các anh chị đọc ra và tôi muốn xây nhà trong năm 2020 thì xin hỏi chương trình là có làm được hay không. Thì căn cứ vào đấy thì chúng tôi mới có thể tư vấn được các anh chị là có làm được hay không. Làm được hay không chúng ta lại chọn tiếp đến yếu tố là tháng nào vượng để chúng ta triển khai động thổ, và đi sâu tiếp vào nữa là năm tháng ngày giờ để triển khai động thổ và tuổi nào động thổ giúp các anh chị thì cũng sẽ có trong cái phương án trả lời của Phong Thủy Tâm Nguyên đó. Do vậy là chúng ta phải biết rằng là tọa hướng của ngôi nhà nó có được tốt hay không, chúng ta làm đo được cái hướng đấy bằng cách để các anh chị dùng La Kinh hoặc là dùng cái ứng dụng La Bàn Việt các anh chị tải về điện thoại của các anh chị dựa trên hệ điều hành Android hoặc là iOS thì đều có thể tải được cái ứng dụng này về đo xem hướng nhà mình là bao nhiêu độ, thì các anh chị sẽ biết chính xác được rằng là nó tọa gì hướng gì, thì căn cứ vào đấy báo cho Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi mới tư vấn được. Và cái việc mà đánh giá trên yếu tố rằng là làm thế nào để biết rằng là hướng nhà mình nó có phạm sát hay không thì căn cứ theo yếu tố mà các thần sát đáo đến mỗi năm, theo mỗi một năm thì các thiên tinh thần sát nó đáo đến, thì tương tự như vậy chúng ta có thể xét năm yếu tố thần sát qua các năm mà nó đáo đến các vị trí nào chúng ta cần phải kiêng kỵ, ví dụ như là ngũ hoàng đại sát, thái tuế sát, mậu kỷ đối tiên sát, mộ long biến vận sát và tam sát. Đấy là năm cái sát rất lớn mà chúng ta cần phải chú ý trong cái việc xét việc tu tạo sửa chữa hay là xây mới. Thì trong cái video này thì Đức Trung và Tiên Long cũng sẽ chia sẻ đến các anh chị biết rằng 2020 những hướng nào mà chúng ta triển khai xây dựng mới được, những hướng nào chúng ta không xây dựng mới được, những phương vị nào chúng ta tu tạo sửa chữa được và những phương vị nào chúng ta không nên tu tạo sửa chữa, thì các anh chị cũng sẽ biết, đồng thời cũng sẽ biết được cái việc tháng nào vượng để chúng ta triển khai là tu tạo sửa chữa hoặc là xây mới. Thì thông qua video này nếu anh chị có sổ bút ở trong tay thì các anh chị cũng có thể ghi chép lại để mà có thêm cái thông tin cụ thể hơn cho mình để định lượng ra được cái việc năm sau tôi định làm nhà thì chúng ta dự chủ các phương án làm sao. Còn chi tiết cụ thể hãy để Phong Thủy Tâm Nguyên cần phải khảo sát và tư vấn cặn kẽ hơn nữa. Nhưng qua video này đây là một trong những video mà các anh chị đáng phải xem và đáng phải chú ý rồi.
đúng anh Long? Vâng, đúng rồi. Rất là cảm ơn anh Đức Trung về cái hướng dẫn cũng giống như là những cái lời muốn gửi gắm đến các anh chị. Thứ nhất là cái việc làm nhà thì đầu tiên đó là mình phải xác định vận đất, cái thứ hai xác định được đúng cái tọa hướng của nhà mình. Và sau đó thì các anh chị mà còn chưa hiểu hay là còn đang lăn tăn thì có thể nhờ đến Phong Thủy Tam Nguyên sẽ hỗ trợ được anh chị. Và cụ thể trong năm 2020 thì với cái vấn đề khai sơn lập hướng, với cái hướng nam thì cụ thể như nào anh Đức Trung? Đối với chúng ta biết là trong việc chúng ta xem các hướng, chúng ta có bốn phương tam hướng: đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây bắc, tây nam và đông bắc, đúng không ạ? Và khu vực ở trung cung. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào từng hướng đầu tiên, thì Đức Trung sẽ xin chia sẻ với các anh chị cái hướng đầu tiên trong các cái hướng. Thì trong đó có hai phần, đó là phần khai sơn lập hướng, phần tiếp theo là phần tu tạo sửa chữa phương vị, và phần tiếp theo nữa là cái tháng nào vượng để chúng ta triển khai khai sơn lập hướng hoặc là tu tạo sửa chữa.